Ở trên kênh YouTube của mình ấy, thì mình đã review về rất là nhiều các cái mẫu máy robot hút bụi rồi. Tuy nhiên là riêng đối với cả những cái mẫu máy robot hút bụi của Ecovac, đặc biệt là cái dòng X ấy, thì mình rất là có ấn tượng về cái thiết kế của nó. Thiết kế của nó trông rất là đẹp cũng như là khá là tương lai. Đấy, thế thì cái mẫu robot hút bụi mà mình review cho các bạn ngày hôm nay, nó có thể làm được tất cả mọi thứ. Đấy, ví dụ như là bạn cần một cái con robot hút bụi có thể hút bụi xong rồi thì về mà tự động đi đổ rác, nó cũng sẽ có luôn tự động đi đổ rác ở đây. Bạn cần một cái con robot hút bụi mà có thể lau nhà mà lại lau nhà dưới dạng là cái rẻ xoáy để cho nó sạch luôn, thì cái mẫu robot hút bụi này nó cũng sẽ có lau nhà và lau nhà với rẻ xoáy như thế này đây. Và thậm chí nhá, các bạn sẽ nhìn thấy này, một bên của nó này có thể thò ra thụt vào được để có thể lau ở bên cạnh, rất hay luôn. Ít nhất là so với con X2 Omni ở nhà mình đang dùng bây giờ thì đấy là một cái cải tiến đấy. Bạn cần một cái mẫu robot hút bụi mà có thể có một cái lực hút nó rất mạnh để mà hút cực kỳ sạch sẽ ở trong nhà bạn, thì con robot hút bụi này có lực hút lên tới là 12.800 Pascal. Thực sự là với cái lực hút như thế thì nó mạnh không khác gì như là những cái máy hút bụi cầm tay luôn ấy, thậm chí còn mạnh hơn ấy. Thế thì đổ rác rồi này, lau nhà rồi này, thế thì cái vấn đề mà chúng ta sợ nhất là gì? Đấy là cái rẻ này nó sẽ bị hôi. Nếu mà chúng ta tự đi giặt thì cái tính tự động hóa nó sẽ không cao nữa, đúng không ạ? Thế thì với cái mẫu robot hút bụi này, nó có thể tự động giặt rẻ này. Đấy, tự động giặt rẻ, có bình nước ở trong này luôn. Đấy, đây là một bình nước sạch để lấy vào để giặt rẻ này. Đấy, rồi là tự động đây, cái bình nước bẩn ở đây này. Rồi là gì nữa? Rồi là tự động sấy khô rẻ. Đấy. Thế thì so với cả cái X2 Omni mà nhà mình đang dùng bây giờ thì cái mẫu robot hút bụi này, đây bây giờ nói luôn tên nhá, đấy là X5 Pro Omni, đấy chị ạ. Tên đầy đủ của nó sẽ là Ecovac D-Bot X5 Pro Omni. Đấy, thế thì so với cái X2 Omni nhà mình ấy, thì nó sẽ có một số những cải tiến. Thứ nhất, đấy là lực hút của nó mạnh, đã mạnh hơn rất là nhiều rồi, 12.800 Pascal thay vì là 8.000 Pascal. Thứ hai nữa là nó cũng sẽ có cái phần này thò ra thụt vào mà vừa nãy mình cũng đã nói đấy. Rồi, nó có gì ạ? Nó có dung tích cái hộp đựng bụi này, dung tích bình nước này, nó sẽ có phần lớn hơn. Và cái phần giặt nước nóng của nó thì sẽ là 70 độ thay vì 55 độ C. Thế tuy nhiên, mình cũng đã chia sẻ trong rất nhiều video đấy là không có gì vừa ngon vừa bổ mà lại vừa rẻ cả. Chắc chắn là cái mẫu robot hút bụi này nó sẽ phải tồn tại một số các cái nhược điểm. Vậy những nhược điểm của nó là gì? Và những ưu điểm của nó là gì? Hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Rồi, đầu tiên là về cái phần thiết kế thì các bạn có thể nhìn thấy là với cái thiết kế như này thì cái ngoài cái việc là nó đẹp ra ấy, thì nó còn mang cái tính chất thực dụng rất là cao. Khi mà cái thiết kế này mình gọi là thiết kế hình chữ D đấy. Đây, đây là cạnh ở chữ D nhá, còn đây là cái chữ D này. Đấy, thì với cái thiết kế như này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ ưu điểm hơn là cái thiết kế tròn, là cái phần này của nó này, nó đi vào các cái góc tường nó sẽ sát hơn. Đấy, nếu mà hình tròn thì chúng ta sẽ có một khoảng không rất là rộng ra, đúng không ạ? Thì cái phần này nó sẽ đi vào tường, nó sẽ sát hơn. Tiếp tục nữa này, các bạn có thể nhìn thấy là ngay từ cái thiết kế chổi cạnh này, chổi cạnh nó cũng sẽ lồi ra ngoài một ít này, nó tầm khoảng một vài phân để cho nó quét những cái phần ở góc tường nó sẽ được tốt hơn. Đấy, đấy là điểm thứ hai. Ở trong cái thiết kế của cái mẫu này thì các bạn sẽ thấy là bình thường với những cái mẫu khác ấy, thì cái phần hút của nó sẽ đặt vào giữa hai cái bánh xe như này. Đấy, nếu mà đặt vào giữa hai bánh xe như này thì cái phần phần chiều dài của nó sẽ không được quá dài. Thì với cái mẫu X5 Pro này, nó đặt ở phía trên cái bánh xe này. Đấy, thì cái phần chổi chính này nó sẽ dài hơn rất là nhiều. Đấy, và cái diện tích để mà nó hút ấy, nó sẽ rộng hơn. Các bạn sẽ nhìn vào cái chổi này, các bạn sẽ thấy là nó sẽ khác biệt hơn so với cả cái X2 Omni, đúng không ạ? Cái sự khác biệt hơn nó đến từ cái việc là cái phần chổi này thì nó là chổi lông, chứ không phải là cái phần chổi cao su như là cái X2 Omni mà nhà mình đang dùng bây giờ. Thế thì với cái chổi cao su ấy, thì cái ưu điểm của nó là nó đỡ bị bám tóc vào đấy. Thế đối với cả cái chổi lông này thì lúc đầu là mình cũng rất là sợ là nó sẽ bám nhiều tóc vào đây này. Đấy, tuy nhiên là nhà xuất ý, họ đã giải quyết vấn đề. Đây, mình sẽ tháo này ra để các bạn xem luôn nhé. Giải quyết vấn đề bằng cách là bên trong này nó sẽ có rất là nhiều những cái phần dao nhựa nhỏ như này này, để nó làm gì ạ? Để nó cắt cái tóc mà nó bám vào chổi lông như thế này. Đấy, tuy nhiên là cá nhân mình ấy, thì nói thật luôn là mình vẫn thích cái chổi cao su hơn là cái chổi lông như thế này. Đấy, với cái chổi lông như này thì nó được cái ưu điểm là lúc mà quét vào sàn nhà ấy, nó sẽ làm cái bụi nó tung lên được nhiều hơn. Đấy, nghĩa là về cái khả năng hút bụi thì mình có cảm giác như là nó sẽ sạch hơn ấy, nhưng mà mình chỉ lăn tăn mỗi vấn đề là nó bám tóc vào đây thôi. Tất nhiên
là với những cái dao ở bên trong này thì nó cắt tóc nó cũng rất là hiệu quả rồi, nhưng mà nó sẽ không thể nào mà tuyệt đối 100% được. Đấy thì đấy cũng là cái mà mình cũng cần phải chia sẻ thêm cho các bạn. Cái phần chổi này có thể thò ra thụt vào thì nãy mình đã nói rồi, nó sẽ rất là tiện. Và với cái việc là cái rẻ xoáy như này nhá, nó khi mà nó hút ý, nó sẽ mô phỏng cái việc là chúng ta lau nhà như này, nó xoáy như này nó sẽ sạch hơn. Cái riêng về cái phần lau nhà bằng rẻ như này thì mình cũng phải chia sẻ luôn, đấy là khi mà nó đi qua thảm ấy, đặc biệt là thảm lông nhá, mình xin nhắc lại là thảm lông, thì nó sẽ tự động nó nâng rẻ lên. Tuy nhiên, ví dụ như ở nhà mình nó sẽ có một số những cái thảm mà nó là cái thảm dẹt, thì đôi khi là nó vẫn bị quấn vào cái thảm dẹt đấy. Nghĩa là nó sẽ bị ở bốn cái góc của cái thảm ấy, là cái phần chổi này nó sẽ quẹt vào và nó sẽ chưa cảm nhận được đấy là thảm. Đấy, thì đấy cũng là cái mà nhiều anh em, ví dụ như là anh em mua về sao anh em phản hồi là nó nâng lên nó không được tuyệt đối, thì mình cũng nói luôn đấy là với những cái thảm lông thì nó sẽ đỡ hơn, nhưng mà với những cái thảm dẹt đấy, thì nó sẽ khó khăn hơn. Về vượt chướng ngại vật thì sao? Cái mẫu này nó có thể vượt được chướng ngại vật cỡ tầm khoảng 2,2 cm. Nghĩa là thường là nếu như ở nhà của bạn ấy mà nó có các cái phần gờ để mà chuyển tiếp giữa phòng khách với cả phòng ngủ chẳng hạn, ví dụ như bạn lát nền nhà bạn có những cái phần thanh nẹp ấy, thì nó sẽ có thể vượt qua đấy được. Đại loại là cứ cỡ tầm khoảng 2,2 cm là nó có thể vượt được. Hoặc là ví dụ như ở bên ngoài này, nó là ban công của nhà mình, thì cái phần ban công nó cao hơn, à nó thấp hơn so với cái phần nền nhà này tầm khoảng 2 cm, thì nó ra ngoài ban công nó hút bụi xong nó vẫn có thể đi vào trong nhà được. Đấy, thì đấy là vượt chướng ngại vật của nó. Các bạn sẽ nhìn thấy là so với cả các mẫu robot thông thường ấy, thì nó sẽ có một cái ụ rất là to ở trên này để cảm biến, các cảm biến xong nó xoay đúng không ạ. Thì đối với cả con X5 Pro này, nó sẽ để cái cảm biến xoay nó nằm ở phía trong này này. Đấy, thì với cái việc như này thì nó sẽ khiến cho cái chiều cao của cái robot này nó khá là thấp, và nó có thể chui được vào trong gầm giường rồi là gầm ghế các thứ một cách dễ dàng hơn, thay vì việc là nó có một cái ụ to tướng lên như thế này. Tuy nhiên có một cái vấn đề, đây mình cũng sẽ bật cái này lên để cho bạn nhìn thấy luôn này. Có một cái vấn đề như này, đấy là cái phần cảm biến này này nó sẽ xoay liên tục. Các bạn cũng thể nhìn thấy ở trong hình quay chám luôn, đấy là cái cảm biến này nó sẽ xoay liên tục. Và với việc cái cảm biến này nó xoay liên tục và nó làm hở như này, thì nó sẽ khiến cho bụi nó bám vào cái cảm biến này, và sẽ phải cứ khoảng một thời gian là mình sẽ phải lấy cái rẻ để mình lau, mình vệ sinh cái phần này. Đấy, đây ở đây là nhìn thấy luôn là nó quay rồi đây này, các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi, thế còn bây giờ thì chắc là tắt nó đi để cho nó đỡ bị tạp âm nhé các bạn nhé. Đó, ok, tiếp tục nữa nào. Cái robot này thì khi mà nó đi đổ rác thì có một cái điểm mà mình rất là thích, đấy là khi đổ rác xong thì cái hộp đựng rác này nó rất là sạch, nghĩa là nó hút khá tốt từ cái hộp đựng rác này cho vào bên trong cái túi đựng rác ở bên trong. Đấy, và cái việc chúng ta tháo lắp ra thì nó cũng rất là dễ dàng thôi. Đấy, và ở bên trong này thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái phần chổi nữa để mà vệ sinh. Đấy, một cái phần chổi nhỏ nữa để chúng ta vệ sinh. Cái này thì mình sẽ vệ sinh chủ yếu là mình vệ sinh cái cảm biến ở đây này. Đấy, mình sẽ vệ sinh ở đây. Về pin ý, thì như nhà xuất công bố là với viên pin như là tầm khoảng 6.400 thì phải. Đấy, thì con này sẽ hoạt động được tầm khoảng 160 phút. Đấy, tuy nhiên là cái việc hoạt động như thế thì nó phải tùy thuộc xem là các bạn để lực hút mạnh hay là yếu này, hay là các bạn để cái chế độ lau ít nước hay là nhiều nước này. Thì mình cũng nói luôn, đấy là ví dụ như với nhà mình ấy, thì mình để tất cả mọi thứ là để mức độ trung bình, thì nó sẽ hoạt động cỡ tầm khoảng 2 tiếng là tương đối thoải mái. Đấy, và với 2 tiếng như thế thì nó hút ở nhà mình là 140m2, thì là nó hút xong sau một lần. Và tất nhiên trong cái quá trình mà nó hút ý, thì nó sẽ vừa hút, nó sẽ vừa quay trở lại cái trạm sạc này để mà nó đi giặt rẻ, vừa hút vừa lau vừa giặt rẻ nhé các bạn nhé. Cứ tầm khoảng 20 cho tới 30m2 sau khi nó lau xong thì nó sẽ quay trở về đây để mà nó giặt rẻ, sau nó đi lau tiếp, như thế thì nó sẽ rất là sạch. Hoặc là khi mà mình theo dõi thì mình thấy là cái robot này cứ mỗi lần mà nó đi hút bụi và lau nhà xong ở một phòng nhé, thì nó sẽ quay về để nó giặt rẻ, xong nó tiếp tục di chuyển đến phòng khác. Đấy, nghĩa là cứ xong một phòng thì nó sẽ bắt đầu giặt rẻ lại một lần. Đấy, còn tất nhiên ở trong app ấy, thì chúng ta có thể điều chỉnh thủ công cái thời gian để mà nó quay trở về nó giặt rẻ. Đấy, như là chúng ta có thể điều chỉnh là 10 phút, 15 phút hoặc là 25 phút. Và các bạn có thể thấy là cái phần đế bên trong này nó có thể tháo ra được nhé. Cái phần đế bên ngoài này thì hiển nhiên tháo được rồi. Và cái phần đế bên trong này thì chúng ta cũng sẽ tháo ra rất là dễ dàng thôi. Ở đây thì mình đang hơi trái tay, lát nữa thôi trong cảnh quay chán thì các bạn sẽ thấy. Đấy, và ở phía cái phần đường viền như này này thì nó cũng sẽ có một cái giải LED để nó thông báo lên, ví dụ như là nước đầy thì nó sẽ để màu xanh, còn
khi mà sắp hết nước rồi thì nó sẽ để màu đỏ. Dung tích bình nước thì cỡ tầm khoảng 5 lít và dung tích của túi rác thì cỡ tầm khoảng 3,4 lít. Với cái dung tích túi rác là khoảng 3,4 lít như này thì nó đã lớn hơn so với cái con X2 Omni mà nhà mình đang sử dụng bây giờ. Đấy, X2 Omni thì nó tầm khoảng 3 lít. Và với cái túi rác lớn như này thì nó thật luôn là với nhà mình là khoảng vài tháng mình mới phải đi đổ rác một lần. Đấy, còn riêng đối với bình nước thì với nhà mình đấy nhá, là 140m² thì mình sẽ lau được cỡ tầm khoảng 2 lần các bạn ạ. Lau được 2 lần. Đấy, tuy nhiên là cũng chia sẻ luôn đấy là một tuần thì mình cũng chỉ lau có 2 lần thôi. Chứ không phải là cứ ngày nào cũng lau đi lau nhà đâu. Đấy, cứ một tuần lau một lần, chứ còn phần lớn những cái lần khác mà mình bật nó lên ấy, thì mình chỉ bật cái chế độ hút bụi thôi, chứ mình không bật lau nhà. Và với việc giặt nước nóng lên tới là 70 độ C thì thực sự là nó rất là sạch vi khuẩn luôn. Đấy, và ít nhất là cái rẻ nó không bị hôi các bạn ạ. Mình sợ nhất là cái rẻ bị hôi xong rồi nó mang cái mùi hôi đi khắp nhà là mình rất là sợ. Đấy, thì cái robot hút bụi này nó sẽ giải quyết được vấn đề đó. Tuy nhiên ấy, là mình khuyến cáo mọi người nên sử dụng thêm nước lau sàn của hãng. Thì như thế thì cái rẻ lau nhà nó cũng sạch sẽ thơm tho hơn. Và đặc biệt là khi mà chúng ta dùng đồ của hãng ấy thì chúng ta sẽ không sợ bị tắc cái bơm nước. Đấy, chứ nếu mà chúng ta sử dụng những cái loại nước lau sàn trôi nổi trên thị trường ấy, thì mình rất là sợ những cái vấn đề liên quan đến việc là tắc cái bơm nước. Ở phía sau này thì chúng ta cũng sẽ có một cái phần để chúng ta quấn dây điện vào đây. Nhà xuất họ tính hết. Đấy, quấn dây điện đây để cho nó gọn gàng. Và tất nhiên với một cái robot thông minh thì nó cũng sẽ kết nối được qua app. App mình dùng là Ecovac Home nhé các bạn nhé. Với việc kết nối qua app thì đầu tiên là nó hiển thị tiếng Việt cái đã. Đấy là cái điểm mà mình thích. Cái điểm thứ hai nữa là mình có thể điều chỉnh được mức nước này, điều chỉnh được lực hút này. Mình có thể hẹn giờ cho nó để mà nó hoạt động này. Rồi là qua app mình cũng có thể xem được bản đồ nữa. Con này nó vẽ bản đồ được. Đấy, chúng ta xem được bản đồ này. Chúng ta có thể chọn cái phần vùng mà nó đi lau nhà và hút bụi, ví dụ như là mình không muốn hút cả nhà, mình chỉ muốn hút phòng khách thôi, hay là chỉ muốn hút phòng ngủ thôi. Đấy, thì nó cũng làm được cái điều đấy. Và chúng ta cũng có thể khoanh cái vùng để cho nó đi hút được, và thậm chí là khoanh cả cái vùng cấm luôn, ví dụ như là cấm nó vào nhà vệ sinh, không, ví dụ như vào nhà vệ sinh nó hút rồi nó lau nó sẽ rất là trôi phét nước rồi đấy, trông rất là bẩn. Đấy, thì mình có thể làm được tất cả những điều đó. Và tất nhiên với cái robot này thì nó cũng sẽ có một cái phần camera phía trước này để chúng ta có thể xem hình ảnh khi mà nó di chuyển. Đấy, chủ yếu là xem hình ảnh mang tính chất vui vẻ thôi, chứ còn ít khi mình sử dụng cái camera này lắm. Còn nó sẽ có một số những tác dụng, ví dụ như là bình thường là nhà mình là có camera để ở đây này, để ở kia. Đấy, là có hai camera để phía trước này, nhưng mà chưa có cái camera nào từ cái góc này nhìn sang chẳng hạn, thì mình có thể để cái phần robot nó nằm ở bên này. Đấy, xong rồi thi thoảng muốn xem camera có thể xem camera từ robot cũng được. Đấy, thì đấy là một cái ưu điểm nữa, nhưng mà nói thật luôn là mình ít khi dùng. Và như vậy là mình vừa mới có một cái video đánh giá về cái mẫu máy robot hút bụi Ecovac D-Bot X5 Pro Omni. Các bạn cảm thấy sao về cái mẫu robot hút bụi này? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Cá nhân mình nghĩ là với những cái robot hút bụi như này thì nó thật luôn là nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề cho chúng ta. Nó tự động hóa càng nhiều thì nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được càng nhiều thời gian. Đấy, chứ không bây giờ tự động đi, chúng ta đi đổ rác cũng phải tự đi đổ, chúng ta giặt rẻ cũng tự động giặt, như thế thì nói thật luôn là nó sẽ rất là mất thời gian. Đấy, với cả kể cả chúng ta có đi lau nhà đi chăng nữa thì chúng ta cũng sử dụng chắc cũng phải mấy chậu nước. Đấy, trong khi đó thì đây có 5 lít nước thôi mà đã lau được khoảng 2 lần nhà rồi đây. Mỗi một lần lau nhà là nó tốn có một nửa bình như này của mình thôi này. Đấy, rồi, ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.